Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Sau 7 trận toàn thua, Việt Nam cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ 3. Đây là món quà không thể tuyệt vời hơn mà thầy trò Pazer nhằm gửi đến người hâm mộ ngay mùng 1 Tết. Sự khác biệt đến phút thứ 9 khi Hồ Tấn Tài bật cầu đánh đầu, đưa bóng vào góc cao khung thành đội tuyển Trung Quốc. Phút 16, Tiến Linh ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Việt Nam. Hai bàn thắng chóng vánh trong vòng chưa đầy 10 phút đã tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Ngược lại, Trung Quốc tỏ ra lúng túng trong thế bị dẫn bàn. Phút 76, Phan Văn Đức tung cú sút từ cự ly 25m đánh bại thành Trung Quốc ở nền chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Những gì còn lại mà Trung Quốc có thể làm là bàn gỡ buồn màn ở những phút bù giờ của Su Shin. Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng 3-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò Park Hang-seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Lee Seow-pyeong không giấu được sự thất vọng. "Tôi rất thất vọng với màn trình diễn hôm nay. Chúng tôi gặp vấn đề cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Các cầu thủ mắc quá nhiều sai lầm và tỏ ra lo lắng, mất bình tĩnh. Trận thua này là một kết quả khó chấp nhận với chúng tôi. Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh sau 3 trận đấu tại vòng loại thứ 3. Trong khi đó chúng tôi quá căng thẳng và đánh mất sự kiểm soát. Bước sang hiệp 2, tôi phải thay cả hai tiền vệ trung tâm. Nhiều cầu thủ của Trung Quốc nghỉ thi đấu quá lâu và không kịp bắt nhịp với trận đấu." Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: "Trước tiên, tôi muốn nhắc lại đây là lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng người hâm mộ quá tham lam về kết quả của vòng loại lần này. Đây mới là lần đầu tiên chúng ta đi đến được đến đây. Và đây là trận đấu thứ 8 mà chúng ta mới có điểm. Hôm nay, cả đội đã chờ nỗ lực và giành được chiến thắng. Nhưng người hâm mộ không thể yêu cầu chúng tôi thắng liên tục ở cấp độ này được." Theo thống kê của Transfermarkt, Man United đã đẩy đi 8 cầu thủ trong tháng 1 năm 2022, bao gồm Anthony Martial, Asante Kotoko, Amad Diallo, Donny van de Beek và các cầu thủ trẻ bao gồm Tadej Mandzi, Ethan Lear, Rhys Devin, Matej Kovar. Trong số này, Martial và van de Beek là những cái tên gây chú ý nhất. Cả hai đều gây thất vọng trong việc chứng tỏ tài năng của mình. Ở hướng ngược lại, Man United không đón bất kỳ tân binh nào. Đây là điều khiến người hâm mộ Man United khá bức xúc, đặc biệt khi đội bóng của họ có vấn đề trông thấy ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Phong độ đỉnh cao trong thời gian qua giúp João Cancelo được Man City tưởng thưởng. Đôi bên đã âm thầm đàm phán gia hạn hợp đồng trong thời gian qua. Đến hôm nay, João Cancelo đã chính thức đặt bút ký hợp đồng gia hạn đến năm 2027. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được tăng lương gần gấp đôi, từ 80.000 bảng lên 150.000 bảng một tuần. João Cancelo gia nhập từ Juventus với giá 60 triệu bảng vào năm 2019. Sau giai đoạn đầu gặp khá nhiều khó khăn, Cancelo đã tỏa sáng và chiếm được niềm tin của Pep Guardiola. Cho đến nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chơi tổng cộng 106 trận đấu cho Man City và giành được 3 danh hiệu lớn